42 luôn. Chỗ này là thấy cái tay của nó ở dưới nó kéo rất sâu. Dạ. Chỗ này sai nè. Nó thường kể lên. 42 à? Bốn hai vậy luôn. Yeah, có gì dầu 135 á, ghê không? Ừ. Với anh thi là được phút hai mấy á? Thì đúng rồi, ra thi nó lên một cái xuất phát nữa. Nhiều khi anh có trăm năm mươi đúng không? 25 hai nhiêu? 200 à? Lần trước là bao nhiêu? 30 mấy á? Ủa? 30 mấy? 31. Ba lấy một. Trước là 3 phút á. Ừ, đó, 1. Dạ. Nó chưa có duỗi hết, nó bị bơi lẹ, nó bị loạn không? Bị cắm xuống không? Bác chỉ nó. Ta là càng lẹ phải càng xa, nó quăng xa chừng nào tốt chừng đó. Chuyên cái môn là cái sai của nó đó, mình quay dạ. Về mình chỉ cho nó. Còn mà lẹ mà tay cũng bị cắm. Lông tới giờ lông những lông vẫn còn bị loạn mà. Dạ. Khi nó bơi á, để mà những lông nó bơi ra chậm á, rất là chắc dữ. Chắc gì là 6 phút mấy rồi ha. Nhưng mà bơi lẹ thì không bao giờ được cái đường thôi á. Nghi nhiều năm phút mấy? 539. Càng lẹ càng phải vươn ra. Đó giờ nó nghiêng người, nó thở ở đâu, phải lắc đầu ở đâu, đúng chưa? Dạ. Khi động tác nó đúng là nó chuẩn cái đầu đó liền. Còn kia nó bơi cái chụp vậy nè. Dạ. Cái này nó rướng vậy thì nó đương nhiên rướng cái tự nhiên đưa cái đậu lên luôn, cái cano nó ẩn đầu đưa lên vừa đủ nữa một cái mắt với nửa cái miệng thôi đã thở được rồi. 300 rồi đúng không? Hai rưỡi. Đâu 4 phút mấy à? Thì nó có phải 6 phút hơn, 6 mười mấy như thế. Mỗi lứa mà chỉ dưới 6 phút thì lâu, 5 phút mấy, 5 phút 50 là lâu. Tại vừa đủ tuổi, vừa đủ chữ. Dạ. Rồi, lãi kỳ rồi, con Nguy nó đi có 5 mấy. 5 mấy? 5 mấy? 5 47. Hồi năm rồi á, Nguy đi 400 á. Ý giải chuẩn A vừa rồi á. Ờ không có nhiều ta. Vậy là 350 rồi hả? Ừ. Nhanh lên, rút đi. Để từ từ. Mày cứ vậy không? Rút.
rất rất cãi đó, nói vậy thôi chứ mấy ly nó cũng chưa có ra bông rút mà. Nó phải vòng cuối rồi thử, thử thử. Nó ra thì 6 phút á. Nó 10 rồi nè. Đó nè.